Vâng, xin khi bắt đầu chương trình, chúng tôi rất hân hạnh là có linh mục Nguyễn Văn Khải đã đến với chúng ta trong hội trường ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn và chúng con xin được kính mời linh mục Nguyễn Văn Khải hãy tiến lên hàng ghế trên này với chúng con. Thưa quý vị, chúng ta nói trong tâm tình và hội thảo chia sẻ và khi tôi nói chuyện với lại tình cảm thì là cho biết là chúng ta sẽ trò chuyện với nhau chứ không phải là thảo luận và trò chuyện với nhau. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếp gì tận sâu vì tương lai của dân. Cùng sông và khói tên làm sao cho núi sông từ đây luôn vững về, dù cho thầy thầy trên đường giao thu được lấy màu đào đẹp bao nói dâu lưu tiên phái cần giai huy cười công dân luôn vững bền tâm trí cùng cha quyết chiến đấu làm cho nên buồn đời không dễ nơi mau hiến thần dưới cho không dễ nơi mau làm cho khói vừa qua cờ đàn ta vẽ vàng mở rộng sông danh nghìn năm mở rộng là hồng. Oh say can you see by the dawn's early light was so proudly wheeled at the twilight last gleaming whose broad stripes and bright star through the perilous fight o'er the vị tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ các bậc anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ miền Nam. Để tưởng nhớ đồng bào đã bỏ mình nơi rừng sâu biển cả vì lý tưởng tự do. Phúc mặc niệm cũng để tưởng nhớ các chiến hữu dân chủ sau năm 1975 đã đứng lên đòi quyền sống con người và đã ngã gục trước họng súng quân thù và chết tức tưởi trong lao tù cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Chương trình của ngày hôm nay thì chúng tôi xin được hân hạnh được giới thiệu với tất cả quý vị các anh chị em trẻ, mặc dầu trong thời gian rất ngắn nhưng mà chúng tôi đã gọi nhau
réo nhau và cùng làm việc với nhau. Và bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả các bạn trẻ cũng lên đây để trình diễn cho tất cả các bạn trẻ cũng như đồng hương được biết là những anh em trong ban tổ chức của ngày hôm nay. Xin mời anh Phan Đại Nam lên đây ạ. Trước hết chúng tôi xin mời chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, xin mời chị bước lên trên này. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh là đại diện cho bên Phật giáo. Chúng tôi xin mời anh Bill Lê của Tổng hội Sinh viên. Chúng tôi xin mời anh Ngô Thiên Đức của bên Thanh niên Cao Đài. Chúng tôi xin mời chị Nguyễn Thu Hà của bên Young Marine. Xin các bạn đứng ngay đằng trước kia, đứng ngay đằng trước luôn. Chúng tôi xin mời Trần Giao của bên Phan Bội Châu. Và cá nhân chúng tôi là Nguyễn Mạnh Chí bên Giới Trẻ Công Giáo. Xin được kính chào tất cả quý vị. Xin được cảm ơn tất cả các bạn. Xin được trân trọng giới thiệu một người bạn trẻ trong ban tổ chức. Cô thuộc đoàn thể trẻ của Young Marines, Vietnamese Young Marines, và sẽ đại diện cho ban tổ chức để có đôi lời chào mừng đến tất cả đến cha cũng như là toàn thể quý vị. Chúng tôi xin được kính mời người bạn trẻ chị Nguyễn Thu Hà. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho Thu Hà và xin mời Thu Hà lên trên sân khấu. Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý lãnh đạo các tôn giáo, quý hội đoàn đoàn thể, quý đồng hương, quý anh chị em và quý vị truyền thông báo chí. Cháu là Thu Hà Nguyễn, đại diện ban tổ chức gồm có các tổ chức trẻ trong cộng đồng, hân hạnh được sự góp mặt đông đủ của quý vị trong buổi hội thảo và tâm tình với linh mục Nguyễn Văn Khải về hiện tình đất nước hôm nay. Sự hiện diện của quý vị và đặc biệt là các bạn trẻ đã nói lên những quan tâm và ưu tư cho vận mệnh quê hương dân tộc đang bị Cộng sản Việt Nam đàn áp và ngoại bang phương Bắc, Cộng sản Trung Cộng cướp đất nước, cướp đất, cướp biển. Thế giới đang đi vào giai đoạn thay đổi. Phong trào Bắc Phi, Tunisia, Libya, những người dân thường, những sinh viên, thanh niên đã đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ và họ đã thành công. Còn Việt Nam thì sao? Ngọn lửa đòi hỏi tự do, dân chủ đã và đang được chuyển về quốc nội. Những cuộc biểu tình đã xảy ra khắp nơi trong nước. Những nhà trí thức, các anh em thanh niên sinh viên đã không sợ những đàn áp biểu tình của Cộng sản Việt Nam, vẫn hiên ngang xuống đường để nói lên những nỗi lòng mong muốn tự do, dân chủ và bảo toàn từng mảnh đất của ông cha dựng lên. Vậy còn chúng ta, những người trẻ ở hải ngoại thì phải làm sao? Hôm nay buổi hội thảo tâm tình để chúng ta và linh mục Nguyễn Văn Khải chia sẻ tâm sự, trao đổi những ưu tư về hiện tình đất nước. Ban tổ chức cũng rất mong muốn các bạn trẻ và tất cả mọi người hãy đặt thật nhiều câu hỏi, hãy chia sẻ cho nhau những ý kiến, những ưu tư. Các bạn trẻ có thể dùng tiếng Việt hay tiếng Anh, tùy các bạn. Và sau đây chúng cháu muốn chuyển qua tiếng Anh để có các bạn trẻ ở đây có thể hiểu được tiếng Anh. Ladies and gentlemen, leader of the Vietnamese community, member of religious and political association fighting for democracy in Vietnam, and all attendees, thank you to all of you for a tremendous showing of participation and unification among the Vietnamese community. In this youth forum hosted by Father Nguyễn Văn Khải, with so much political and social instability unraveling in the Middle East countries such as Libya, Syria, Tunisia, an event which has happened in Egypt, the citizens of nations which have been ruled under one dictatorship are now all focused on one thing, the chance for all common people to be heard.
heard in religious freedom, social equality, and welfare. The freedom to walk down the street and protest without being fearful for one's own life and their family's life. There's no difference in Vietnam. Although there are already many Vietnamese community organizations working hard through many of our political leaders, senators, congressmen, lobbying for change and freedom for the people in Vietnam. Our voices for freedom and human rights need to be louder than ever. And as our first generation Vietnamese family members and friends and loved ones are getting older, it has been more important than for our younger generations, Vietnamese and Vietnamese American youth, to step up and continue the cause, to bring one unified voice, one thunderous voice, so we can be heard by the democratic world leaders and by leaders in the current political and social system in Vietnam. Please look around you in this forum. All of you took time off from your busy lives and attending this conference for such a very short notice, just to show you that you care and you are not alone in this fight. We were successful in gaining freedom in Vietnam. It's only a matter of time. But the most important message that you must take with you today when this forum ends is to speak to the Vietnamese youth and the people from different ethnic groups, friends, neighbors, co-workers, about what has happened in our motherland, Vietnam. And educate them so that our effort at domestic and international will continue to grow and make more positive impact to free Vietnam from the communist regimes and from Red China. Thank you. Một tràng pháo tay thật lớn cho một vị đại diện cho ban tổ chức có đưa lời chào mừng đến tất cả quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi biết chắc rằng quý vị cũng như chúng tôi rất mong được nghe tiếng nói của Linh mục Nguyễn Văn Khải. Cho nên ban tổ chức chúng tôi muốn giới thiệu tất cả các đoàn thể quý vị quan khách ở đây, nhưng cho phép chúng ta cắt ngắn phần đó để giới thiệu vắn tắt mà thôi. Thì trước hết chúng tôi xin rất là hân hạnh, trong một thời gian rất ngắn chúng tôi phải gọi điện thoại cho nhiều dân cử, nhưng chúng tôi rất là hân hạnh có được dân cử nghị viên Diệp Minh Trường có mặt ở đây. Xin một tràng pháo tay cho nghị viên Diệp Minh Trường đã đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được mượn nơi này để nói giới thiệu các cơ quan truyền thông có mặt ở đây, và có lẽ có thể chúng tôi bị thiếu sót thì chúng tôi sẽ update sau. Thứ nhất là chúng tôi nhìn thấy có ông Thanh Huy trên Việt Báo, chúng tôi có thấy ông Phan Đại Nam của SBTN và SET TV, chúng tôi thấy có ông Ngô Đình Vận ở chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt, chúng tôi thấy có anh Thanh Trịnh ở VNA TV và Lina Nguyễn trong Người Việt, Nhật báo Người Việt ở đây. Chúng tôi cũng thấy có anh Huệ Nguyễn ở truyền thanh Internet và anh Linh Nguyễn của Người Việt. Nếu có thiếu chúng tôi sẽ update với chúng tôi sẽ bổ túc sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ là giây phút mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một người có lẽ là sinh hoạt với giới trẻ suốt bao nhiêu năm rồi. Tuy không còn trẻ nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng còn trẻ. Và hôm nay người đó sẽ đại diện cho giới trẻ để giới thiệu một vị khách đặc biệt của chúng ta. Chúng tôi xin được nói đến bác sĩ Trần Việt Cường. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho bác sĩ Trần Việt Cường. Kính thưa quý vị và các bạn trẻ, sự hiện diện đầy hào khí của quý vị tại đây nói một điều quá rõ ràng. Quý vị là những người Việt Nam mang theo quê hương. Hơn 3 thập niên xa cách và cả một đại dương không chia cách được tâm tình yêu quê hương của quý vị và cùng đau những nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Cả những bạn trẻ chưa bao giờ nhìn thấy mảnh đất quê hương cũng có mặt ở đây vì rằng trong tâm hồn dòng máu của mẹ Việt Nam. Chúng ta đến đây để gặp và nghe một người Việt Nam đã dám trực diện với bạo quyền cộng sản và dám chết và sống cho lý tưởng tự do. Tôi chưa bao giờ quen Linh mục Nguyễn Văn Khải, chỉ nghe ngài một lần tại trung tâm công giáo trong vòng 2 tiếng, nhưng một lần đã quá đủ. Khi ngài ngưng lời, tôi cảm thấy nuối tiếc. Ngài đã không chinh phục thính giả bằng tài hùng biện, nhưng bằng lửa trong trái tim và bằng hào khí của một người dám sống và chết cho tự do.
những người như Linh Mục Nguyễn Văn Khải đã thắp lên tại quê hương một ngọn lửa để dân tộc Việt Nam không còn sợ bạo quyền cộng sản. Thì sự sợ hãi như một màn đêm dày đặc, như một tấm màn sắt đã bao trùm lên thân phận của quê hương Việt Nam. Thống khổ đã bao nhiêu thập niên, người Việt Nam đã dám vượt qua nỗi sợ. Và từ Thái Hà, như một ngọn nến thắp trong bóng tối, đã trở thành trăm ngọn ngọn nến, đã trở thành một trận bão lửa trên khắp quê hương Việt Nam và lan ra tới hải ngoại. Những người như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, như Mục Sư Lê Hồng Quang, như một Lý Thị Công Nhân, một Nguyễn Văn Đài, và còn bao nhiêu người vô danh, tôi đã nhìn thấy một thiếu nữ Việt Nam đầy máu. Em đã nhỏ máu trên quê hương Việt Nam vì dám nói lên tiếng nói của tự do. Những bà mẹ Việt Nam mặt đầy máu lệ, sau bao nhiêu năm vẫn còn đang khóc trên quê hương Việt Nam. Những người đó rất là những cánh én báo hiệu một mùa xuân cho tương lai dân tộc Việt Nam, và đã đưa lại cho quê hương một vận hội mới. Những người Việt Nam đó là niềm hãnh diện của quê hương Việt Nam. Những người Việt Nam đó là niềm hãnh diện của chúng ta, những người tại hải ngoại. Và hôm nay, một trong những người Việt Nam đó có mặt giữa chúng ta, trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn trẻ Linh Mục Nguyễn Văn Khải. Xin quý vị chào phát thanh rất lớn để chào mừng Linh Mục Nguyễn Văn Khải đến với chúng ta. Cháu xin cảm ơn các ông, các bà, các cô dì, chú bác. Tôi xin cảm ơn toàn thể các bạn trẻ. Cháu rất xúc động khi hôm nay được đến đây để chia sẻ với cả nhà về hiện tình quê hương đất nước. Xin hết lòng cảm ơn đại diện các đoàn thể trẻ ở quận Cam. Hôm nay các bạn hiện diện ở đây cùng với những bậc cha anh của mình, tuy là thuộc các thế hệ khác nhau, nhưng tất cả chúng ta ở đây đều là trẻ hết, trẻ trong tinh thần, trẻ trong cái lòng yêu quê hương đất nước, và trẻ trong cái tinh thần dấn thân vì quê hương đất nước,